người nhá, lúc kinh chat béo bị nhá, lúc mốt béo bị nhá, lúc mọi người buổi chiều hôm nay là buổi chiều thứ mấy nhỉ? Hôm nay buổi chiều thứ 7. Ngày 21 tháng 10 thật là vui vẻ, thật nhiều niềm vui, thật nhiều niềm hạnh phúc với mọi người. Thời tiết Hà Nội vẫn cứ là khủng khiếp nhất, vẫn cứ là dã man nhất, vẫn cứ là không thích hợp với mọi người nhiều nhất. Nhiều người sống ở Hà Nội cũng đỉnh thật. Thời tiết thì có những lúc nắng nóng thì thất thường, những lúc thì lạnh lẽo các thứ, rét buốt, có những lúc thì trời hanh khô, có những lúc thì trời nồm. Uầy. Ở trên thế giới này để mà tìm ra một cái nơi nào mà thời tiết nó có thể giống như Hà Nội cũng thể nào có được, nó khắc nghiệt một cách dã man. Không tính những cái nơi kiểu là quá là hẻo lánh, ví dụ như Bắc Cực, Nam Cực, những nơi đấy thì quá lạnh là không nói làm gì. Nhưng Hà Nội chúng ta ngoài lạnh ra chúng ta có rất nhiều những cái mùa khác nó ảnh hưởng trực tiếp vào Hà Nội. Mùa gió nồm, mùa hanh khô, mùa gió Lào thổi. Uầy. Và cảm giác ra Hà Nội có gió mà toàn gió nóng. Trời ơi, đi đường không khác gì là đi ở sa mạc. Mồm toàn bụi, dã man. Bảo sao sống quen thời tiết Sài Gòn không muốn ra Bắc à? Ừ đúng. Nếu mà ở trong Sài Gòn lâu là không muốn ra lại Hà Nội đâu. Thật. Ra lại Hà Nội phải chịu cái thời tiết khắc nghiệt, vất vả. Nếu như ai mà ở Hà Nội mà kiểu vào đi công tác các thứ ấy, thì chỉ mong về Hà Nội các thứ vì yêu Hà Nội. Nhưng mà nếu mà những ai mà ra ở Hà Nội xong vào đến Sài Gòn mà chỉ ở trong Sài Gòn thôi thì họ nhiều khi họ không muốn về Hà Nội đâu. Nhưng em ở Sài Gòn toàn ra Hà Nội lúc mùa đông đến xuân lại về á, thì lúc đấy là em muốn hưởng cái không khí lạnh thôi. Em thử ở Hà Nội cái thời tiết mùa hè xem. Em thấy nó khắc nghiệt hơn Sài Gòn nhiều. Cái nắng, cái nóng của Sài Gòn không thể nào bằng được nắng nóng của Hà Nội. Trời ơi, cái nắng nóng Hà Nội nó là một cái nắng nóng gọi là khủng, quá bạo khiếp luôn. Có lẽ là trên thế giới này tìm ra cái vùng đất nào mà nó nắng nóng kiểu khó chịu thế khó lắm. Nó không phải nắng hẳn, không phải nóng hẳn mà nắng nóng kiểu khó chịu cơ. Trời thì đứng bóng, không có tí gió nào. Ui. Anh ơi, đi Tây Nguyên thì anh thấy tuyết tuyệt vời á. Tây Nguyên cũng là một điểm đến mà team anh em bọn tôi là chưa có dịp đến. Để hôm nào. Nhưng mà không được. Tôi mà đề xuất đi Tây Nguyên nhá, kiểu gì tôi sẽ phải làm trưởng đoàn. Không được. Tôi phải để cho một anh em nào đấy lên tiếng. Tôi phải kích cho một anh em nào đấy kiểu thầy Onip chẳng hạn. Đấy, lên tiếng. Năm sau làm offline Đà Nẵng cho em làm mô hình nha. Rồi cái đấy tùy vào gọi là ban tổ chức chương trình em ạ. Nếu mà cho phép thì anh em mình thoải mái giao lưu. Nếu như mà kiểu đông quá không cho phép thì mình chắc là cũng phải hẹn nhau lần khác. 20 tháng 10 đúng cốc trà sữa. À Huyền My, vợ hai thằng Ben. Đây, hôm qua tôi bắt được cái ảnh thằng Ben. Đây, đó, các bạn thấy không? Tôi thấy thằng Ben đến, nó mở cái vali ra, nó lấy hai cốc trà sữa nó tặng cho bạn nữ này. Đấy, tôi bắt được quả tang luôn. Được chưa? Bắt quả tang luôn, đúng lúc tôi vừa đến luôn. Đây. Đây, bạn nữ đây, hai cốc trà sữa đây. À, một cốc thôi à? Cái cốc còn lại là của ai tặng em đây? Bắt quả tang luôn. Qua đi bóng, bắt quả tang luôn, tôi chụp ảnh lại ngay, tôi bảo là không được rồi. Cái này tôi phải mang về, hả không? Tôi phải mang về, tôi lên stream, tôi nói với các bạn. Đấy, chết đòn luôn, bắt được tại chỗ luôn, thằng Ben. Bắt được thằng Ben ngay, đấy, hai cốc trà sữa. Mà cốc trà sữa này nhá, nó lại còn có cái chủ đề nhá, là cốc này các bạn biết là cốc gì không? Là cốc này là cốc Toco, đấy. Mà Toco là gì? Toco, nhấp nhô theo nhịp. Hồi xong. Chết nha Ben. Mày chết nha Ben, tao bắt được phát này là tội nặng luôn. Xong luôn, bắt tại chỗ luôn, chết đòn luôn. Đấy. Vẫn nhớ cái vụ đấy luôn. À, thằng Ben này không? Hết rồi. Đây là cái áo Barca. Uầy, quả áo Barca kết hợp với cả Rolling Stone. Đấy, ra được quả áo trông thề. Quả nhãn hiệu trông trêu người vãi trưởng luôn. Thế nên là tôi chụp lại, tôi bót vào trong group đội bóng tôi hỏi. Có dung chất rồi. À, đây là cái ảnh. Hôm qua ngày 20 tháng 10 thì có thằng Trung. Trung Mai. Nó làm cái ảnh đẹp thật sự luôn. Ừ, trông rất đáng yêu để tặng các bạn nữ nhân dịp 20 tháng 10 nó đang vào group. Thế là tôi xóa bài đấy luôn. Xong rồi tôi xin cái ảnh luôn. Về tôi bót như kiểu là ảnh của tôi chế ra vậy. Đấy. Nhưng thật ra là ảnh này do bạn Mai Trung bạn làm. Tôi cướp luôn. Thằng Mai Trung nó nhắn tin cho tôi chứ. Này. Hết anh Độ lại đến anh Khôi. Thì tôi bảo là anh em bọn tôi là cùng chung một nghề. Đó là nghề thợ tiện. Đấy. Nó bót cái này vào group. Đấy. Tôi xóa, tôi cóp lại, tôi bót vào. Úi xời. À, chúc mừng các bạn nữ 20 tháng 10 nhá. Ừ. À, chúc các bạn là lớn xinh như hoa. Ừ, đấy. Ông mình lại phải ban chung được nhở? Ừ, mình để chung ở đấy chứ, đúng không?
thỉnh thoảng Trung lại làm mấy cảnh đẹp đẹp nhân dịp ngày này ngày kia, mình lại cướp tiếp, à quên nhầm, mình lại mượn tiếp của Trung. Ừ, đấy, mình sẽ đăng vào. Happy Worst Monday, October 20, Lê Khôi. Đấy. Hồi trưa anh có sở ca mộng của không? Mà tôi kể các bạn ngày xưa, cái đợt mà tôi lúc đấy là tôi lên lớp 7, thì cái đường, cái phố Nguyễn Trung Trực có hai con đường, có hai con đường. Thật ra nó là cái ngã tư. Nhà tôi, ví dụ nhà tôi hướng này, rồi tôi lại phải dùng một cái phần mềm gọi là Latterbend. Tôi hơi xấu anh em thông cảm thế. Đây, thằng đậu. Thì quên nhầm. Đậu đây đúng không? Hàng Đậu thì có một cái ngõ gọi là Hồng Phúc. Đây nha, bên này là hàng Đậu nhá. Đấy. Đây, em mở ra nó từ từ. Hàng Đậu này. Hàng Đậu nằm ngang này, Đấy, hàng Đậu nằm ngang như này. Đấy. Thì ở đây có một cái phố gọi là phố Hồng Phúc. Đấy. Hồng Phúc thì ở đây có hàng bún cá ngon lắm này. Ngay đoạn đầu Hồng Phúc rồi, hướng với hàng Đậu này. Đấy. Hàng bún cá. Đấy. Dạ, đấy, đây có hàng bún cá rất là ngon. Đấy, đây là Hồng Phúc. Hồng Phúc đi đến đây thì ở trên này có một ngã tư. Đây. Một ngã tư. Thì cái phố ngã tư này gọi là phố Nguyễn Trung. Ngày xưa tôi học trường tiểu học Nguyễn Trung Trực có nằm ở đây. Đấy. Trường tiểu. Đấy. Còn ở trên này có hàng bún riêu cũng ngon. Đoạn Hồng Phúc ở trên này có hàng bún riêu ngon. Đi thẳng dọc Hồng Phúc lên nhá, vẫn là phố Hồng Phúc nhá. Còn đây là đoạn đường Nguyễn Trung Trực nó cắt ngang này nhá. Thì đây đoạn Hồng Phúc trên này có hàng bún riêu. Bún riêu này nhá, nó chỉ có mỗi bún riêu không thôi. Không có đậu nữa gì cả, bún riêu với giò. Bún riêu giò nó không đậu nhá. Bún riêu giò, đấy, mở ngoặc. Không đậu. Không cỏ. Ăn rất ngon. Hàng này mở lâu lắm rồi. Hàng này mở từ ngày tôi còn bé tí cơ. Từ ngày nó bán ở góc này này. Buổi chiều tối bắt đầu nó bán từ góc này. Hàng này từ cái thơm, nước dùng rất thơm, mùi cà chua, mùi giấm bỗng với cả mùi mắm tôm. Thật sự rất là thơm luôn. Đấy. Ngày xưa nó bán ở đây. Nhưng mà về sau thì bác ấy già, bác ấy mất. Chuyển về đây thì nhà ở đây thì là các con bán. Bây giờ là các con bán. Chỉ mỗi bún riêu với giò thôi. Ăn tầm 30-35 nghìn một bát. Nhưng ăn rất ngon, rất thơm. Hàng này rất đông nhá. Buổi chiều tối về các bạn sẽ thấy nhá, rất là đông luôn. Đông cực kỳ, hàng này rất đông. Đấy, nhắc các bạn thế. Hàng bún riêu giò rất đông. Đấy. Thì cạnh hàng bún riêu giò là có một hàng bánh cuốn. Nằm cạnh luôn. Nằm sát đây luôn. Đấy, là bánh cuốn. Bánh cuốn này thì mẹ tôi khen ngon. Đấy, mẹ tôi khen ngon. Bánh cuốn này thì mẹ tôi khen ngon. Chứ tôi thấy cũng phở thường thôi. Không có gì gọi là hấp dẫn lắm. Đâu rồi, đây, hàng bánh cuốn. Hàng bánh cuốn này mẹ tôi rất là khen, rất là ngon. Mẹ tôi khen rất là nhiều. Mà tôi ăn thì tôi thấy cũng bình thường thôi. Không ngon mà cái chỗ hoàng đậu này, phố hoàng đậu này của tôi nhá. Thì cạnh ngõ Hồng Phúc nhá, đi sang đây khoảng được 300m. Thì bán từ 6 giờ cho đến 10 giờ. À không, chỉ 9 giờ thôi. Có một hàng bánh cuốn. Đấy. Hàng này thì bán được cách đây khoảng độ ngày tôi bé tí đã có rồi. Hàng này phải bán được 30 năm rồi. Hàng bánh cuốn mở ngoặc 30 năm. Đấy. Hàng bánh cuốn bán được 30 năm rồi. Được chưa? Bán được 30 năm ở đây rồi. Ăn rất ngon. Còn ở phố Hàng Đậu nhá, thì đối diện với cả cái ngõ Hồng Phúc này có hàng phở xào. Gọi là phở xào. Phở xào Bà Đạm. Đấy, có hàng phở xào Bà Đạm. Hàng này thì nổi tiếng. Bán từ ngày tôi chưa đẻ đã bán rồi. Tức là bây giờ nó phải rơi vào tầm 33 năm. Đấy. Hàng phở xào Bà Đạm 33 năm. Được chưa? Hàng phở xào Bà Đạm bán được 33 năm. Hàng bánh cuốn bán được 30 năm. Đấy, nằm hơi chéo chéo nhau một tí. Các bạn tưởng tượng ra chưa? Đấy.
Còn nhá, chỗ này của nhà tôi lại có rất nhiều những hàng gọi là hàng bò nướng. Ví dụ trên này có bò nướng Cúc Phương. Bò nướng Cúc Phương. Cạnh luôn quán của bà Đạm. Bò nướng Cúc Phương nằm bên tay trái nhá. Nằm bên tay trái là bò nướng Cúc Phương. Bò nướng Cúc Phương này thì mở cũng phải được tầm đâu đó phải gần được 6 năm rồi. 6 đến 8 năm rồi. 8 năm đi. Đấy. Còn ở phía bên này thì có bò nướng Hương Mực. Đây, ở đây. Bò nướng. Đấy. Còn đầu phố này có một hàng bán quẩy. Buổi chiều bán quẩy nóng ăn rất ngon. Quẩy. Nóng. Đấy. Còn sáng sớm ở phố Hàng Đậu của tôi nhá, thì góc bên trái này có hàng xôi. Xôi xéo. Xuất sắc luôn. Đấy, xôi xéo xuất sắc luôn, xuất sắc luôn. Nhớ hàng bún cá chưa? Hàng bún cá Cô Luyến nhá. Phải ghi rõ đây là Cô Luyến. Cô Luyến ăn rất ngon. Đấy. Hàng xôi xéo. Còn đầu này ngày xưa nhá, cái thời ngày xưa mà tôi còn bé, thì có một hàng bún mọc. Bún mọc. Đấy. Đây này, còn cái đoạn này nữa này. Cái đoạn này gần trường tiểu học Nắng Mai này. Các bạn nhớ trường tiểu học Nắng Mai, là ngày bé tôi học trường tiểu học Nắng Mai, thì có một hàng gọi là bún đậu gánh. Cô ấy bán từ ngày tôi bé tí, tôi còn ở Hàng Đậu. Bún đậu, cô bán bún đậu ngon, rẻ. Rất ngon và rẻ. Mắm tôm cô là cực đỉnh luôn đấy. Là cô là bán theo kiểu gánh, là cô sẽ chỉ bán từ buổi sáng, là từ 6 giờ cho đến tầm 9 giờ. Đấy, 6 giờ 9 giờ hàng bún đậu của cô bán gánh. Xong cô sẽ di chuyển sang Phùng Hưng cô bán tiếp. Đấy. Được chưa? Được chưa? Anh không ăn bò nhúng giấm á, nhà anh làm gì có đoạn bò nhúng giấm nào đâu. Ừ. Không có, đoạn gần nhà anh không có bò nhúng bò nhúng giấm. Đấy. Thì tôi muốn kể một câu chuyện như này. À từ từ, ở đoạn Hồng Phúc này nhá, cái đoạn vòng ra góc này này. Có một hàng bánh ngọt cũng rất ngon, tên là bánh ngọt Bùi Công Trung. Đấy, bánh ngọt Bùi Công Trung nổi tiếng ấy, nổi tiếng Hà Nội luôn. Nổi tiếng Hà Nội, ở đây có hàng su kem, bánh ngọt này bán su kem rất là ngon. Cực kỳ ngon luôn, là có hàng su kem rất là ngon. Uầy. Còn các bạn nếu không biết nhá, ngày xưa ấy, ở cái đoạn phố Hàng Đậu của tôi còn có một hàng xôi. Ở cạnh cái bò nướng Hương Mực này có một hàng xôi ở đây nổi tiếng luôn. Đó là xôi xíu Bà Đào. Xôi xíu Bà Đào. Uầy. Ngày xưa các dân chơi đổ để ăn xôi xíu Bà Đào đông lắm, bởi vì bà ấy làm ngon. Lần đầu tiên tôi được ăn cái món gọi là thịt xá xíu nó như nào. Xôi xíu Bà Đào. Trời ơi. Nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Uầy. Anh tặng bé khoai bịch bỉm từ Đà Lạt. Uầy, em cảm ơn anh Giai nhá. Thank you anh Giai. Anh Phi đúng không? Đúng không? Đúng anh Phi không? Em cảm ơn anh Giai nhá. Thank you anh. Cảm ơn Đức Khoa nha. Thank you Đức Khoa. Đúng anh Phi không nhỉ? Tặng bịch sữa từ Đà Lạt khả năng cao chỉ có anh Phi thôi. Uầy, lâu lắm thì anh Phi lên kênh em xem rồi nhá. Thank you Khoa nhá. Thank you em. Uầy, các bạn ngày xưa được ăn xôi xíu chưa? Cái thịt xá xíu nó mềm 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 mà bà cắt nhỏ, ăn nó hơi ngọt ngọt, trời ơi. Trước khi mang về nhá, bà lại còn cho lên chảo, bà còn rán lại với cả ba tê. Wow. Kiểu xôi xíu với cả ba tê rán, ăn thêm với cả một chút tương ớt, một chút nước thịt kho với cả thêm ít dưa chuột, muối nữa. Trời ơi. Cả thế giới nó vỡ tan ở trong đấy. Cả thế giới nó vỡ tan ở trong đấy luôn. Đỉnh cao thật sự, đỉnh cao dã man. Bây giờ không còn hàng xôi xíu Bà Đào nữa rồi. Khả năng cao là Bà Đào nghỉ, không bán nữa rồi. Không bán nữa rồi, đấy. Thì đấy là cái ẩm thực gọi là phố Hàng Đậu của tôi. Những câu chuyện tôi muốn kể là ngày xưa, hồi tôi học lớp 7 thì có hai con đường để đi học. Đây, ngày xưa tôi học ở trường phố này gọi là phố Nguyễn Trường Tộ. Nguyễn Trường Tộ với trường... trường tôi học là trường Nguyễn Công Trứ. Đấy, trường cấp 2 tôi là trường Nguyễn Công Trứ. Ngày xưa có hai con đường. Một là đi thẳng ở đây, rẽ trái là đến. Hai là đi thẳng ở đây, rẽ phải là đến. Thì nếu như là các bạn thì các bạn sẽ chọn con đường nào? Rẽ trái đi thẳng hay là đi thẳng rẽ phải? À, đi thẳng rẽ trái. Ai cũng chọn đi thẳng rẽ trái. Ngày xưa ở đây ấy, đi thẳng rẽ trái có nhà thằng ngày xưa tôi gọi là đầu gấu, tên là nhà thằng Giang Tê Giác. Đấy. Nhà nó đây. Thế nên là ngày xưa cứ đến cái đoạn này này.
là phân vân ở đến đoạn ngã tư là phân vân này, đi thẳng rẽ trái hay là đi trái rẽ thẳng. Đấy, rất phân vân luôn, rất phân vân luôn. Đấy, thế nên là chắc chắn là mọi người đều sẽ lựa chọn con đường là rẽ trái rồi mới đi thẳng, đúng không? Đúng không? Tuy nhiên, mọi người lại không biết được rằng tôi bị chấn tiền hồi năm lớp 7, tôi bị chấn tiền là vì tôi rẽ trái đi thẳng. Đây, có hai thằng xuất hiện ở đây, đầu trâu mặt ngựa đứng ở đây. Thế là tôi đi học một mình, tôi đến đây, tôi chỉ bé tí này thôi. Thế là hai thằng của nó chấn tiền tôi. Còn nó đứng ở đây, hiểu không? Xong một thằng vòng ra phía sau tôi, một thằng chặn phía trước mặt tôi. Tôi đứng ở đây, hỏi là sáng nay đi học là có bao tiền đấy nhỉ? Thì tôi bảo là ăn sáng hết rồi, có đồng nào trong người đâu. Thế là bảo nó không tin, bảo nó móc túi tôi ra được 5.000. Thịt luôn. Thế thôi, sáng hôm đấy thứ nhất là vừa đã không được ăn sáng, đã nhịn đói rồi. 5.000 nếu mà cầm về buổi trưa chơi điện tử thì thôi, đã con người. Đấy. Nhờ thôi, nó thịt ngay 5.000. Chấp nhận nó, chúng nó thịt. Ừ ấy, chúng nó thịt xong chúng nó đi. Đấy. Thế thôi, mình vẫn phải đi học trong tư thế là vừa đói mà không có tiền. Cay thật sự luôn. Cái 5.000 đấy nhá, ngày xưa ở trường Nguyễn Công Trứ tôi này, là có cô giáo dạy địa lý của tôi. Con xin lỗi cô, quên mất tên cô rồi. Nhưng mà cô có một căng tin. Cô có căng tin và cô rất hay bán cho bán chịu. Đấy. Ngày xưa tôi là thằng thường xuyên nổi tiếng là mua chịu của cô. Cô có cái nước cam rất là ngon. Cô pha nước cam hàng ngày cô bán. Cứ 1.000 một túi uống, trời ơi phê lòi mắt. Cô bán bánh bao cô tự làm cũng rất ngon. 2.000 một cái. Đấy. Thật sự là đỉnh cao luôn. Thật sự là mê mệt luôn. Ơ mày Ngọc Nguyễn Công Trứ á? Ơ what the fuck man? À thế mày phải thua tao ở bao nhiêu lớp ấy chứ? À không, tôi trả tiền thôi. Anh còn nhớ mặt hai thằng đó không để em á? À, thôi chả nhớ được đâu. Nhưng mà đấy là ví dụ là một ngày hôm đấy là thứ ba cả tôi bị chấn tiền ở đây rồi. Xong rồi thứ tư tôi không đi được này nữa, tôi đi được này. Không sao. Nhưng mà đến ngày thứ năm tôi quay lại thì vẫn là hai thằng này. Còn mẹ nó đen thế nhở? Tôi nhìn cái hàng này cái tôi định quay đầu chạy. Tôi định quay đầu tôi chạy đi. Nhưng không, đằng sau này còn một thằng nữa tiến đến, to hơn hai thằng kia. Đặt con mẹ nó đường luôn. Nó đứng nó nhìn tôi. Đi đâu đấy? Tôi lại cũng thành thật tha, tôi bảo em đi học. Bảo là học hành gì? Học hành gì? Đấy, thế là thôi, hôm đấy lại mất thêm lại mất thêm 5.000. Thế là hai lần tôi bị chấn tiền ở đây rồi. Không à? Bà hồi lớp 7 đi học, đi bộ bị chấn tiền. Thật á? Em chưa bao giờ gặp cái trường hợp đấy đâu. Thế là bị chấn tiền hai lần ở đây. Thế tôi mới rút ra là một kinh nghiệm. Tôi không đi thẳng rẽ trái nữa. Tôi cũng không rẽ trái đi thẳng nữa. Mà từ hôm đấy tôi đi thẳng từ con phố Hoàng Đậu lên đây. Tôi vòng lên đây tôi đi. Đấy. Được chưa? Là tôi đi ở phố Hàng Than. Đây là phố Hàng Than. Hàng Than. Từ ngày tôi chuyển sang tôi đi con đường gọi là phố Hàng Than, tôi không còn bị chấn tiền nữa. Và quan trọng ở phố Hàng Than này, ở bên này là Ủy ban Nhân dân phường. Đấy. Thì tôi nhá, đi từ đây tôi đi sang đây, tôi sang đường. Nhưng con đường này đi nguy hiểm hơn, tại vì thường phải sang đường nhiều. Đi lên đây thì đoạn này đúng không? Thì thường chúng ta mà đi bộ đến đây ấy, chúng ta sẽ đi tiếp đường này. Dọc đoạn này bán bánh cốm. Nhưng mà không, đi dọc này chẳng may bọn nó chặn ở đây hai đầu hai thằng nữa thì đi đường nào đúng không? Tôi sang con mẹ đường bên này nữa, tôi đi thẳng. Đấy, thế tôi đi thẳng. Tôi đi qua ủy ban, mặt tôi tỉnh bơ, tôi nhìn ra bên đây tôi cười chúng nó. Đấy, xong tôi đi học. Được chưa? Đấy. Sau hai lần bị chấn tiền thì tôi đã tìm ra được giải pháp để tôi có thể đi học cái năm lớp 7 đấy. Đi một mình mà không sợ bị chấn tiền nữa. Đấy. Còn nếu nhá, đi đường này vẫn bị chấn tiền nhá, tôi sẽ đi hàng vòng hẳn sang lên đường D. Lên đường D Yên Phụ, tôi vòng một phát xuống đây. Vòng một phát về Nguyễn Trường Tộ. Ấy, đây là con đường cuối cùng để tôi có thể gọi là đi học. Tổng cộng là tôi có 4 con đường để có thể đi học. Và tôi lại chỉ đi một con đường bị chấn tiền hai lần. Thật sự tôi rất ngu. Nhưng từ hai lần ngu đấy thì tôi đã rút ra kinh nghiệm là tôi có nhiều hơn những con đường để có thể đi học và không bị chấn tiền. Đấy. Bị chấn 2 hôm, mỗi hôm 5.000, mất 10.000. Đây.
Lúc đầu 2 thằng, xong ngày hôm sau định chạy thì có thêm thằng nữa xuất hiện là 3 thằng. Em thì kinh rồi. Em đại, em đại ca. Không biết vì sao em vì bố đưa đi học. Đúng rồi, 12 năm bố đeo đi học thì thằng nào dám chấn của em. Đúng rồi. Có thằng nào mà đứng gần em thôi tưởng chết. Kinh, bố em kinh vãi. Bố đấm luôn. Không, chỉ cần biết là em yêu đương thôi là bố cũng đã kiểu vãi đái luôn rồi. Nghe cực. Đấy à? Ừ. Thế là bố còn thả chứ hồi xưa. Vãi. Chứ gì nữa, ông giữ thì hư bỏ xử. Hư đập hư ngoặt chứ mẹ. Thì bảo là không giữ thì mới hư. Mới cho yêu đương nhăng nhít. Đấy là mẹ nói bố mới cho yêu đấy chứ không là bố cũng kiểu công mày các thứ vãi. Em 1m89 đi học không sợ ai à? Mày 1m89 đi học mày còn sợ nữa thì mày hợ sợ gì? Mày cao lên làm gì? Sau này A phải đưa khoai đi học 12 năm giống chị. Sau này phải đưa khoai đi học 12 năm à? Không, cho tự đi chứ. Con trai không sợ, con gái thôi. Lớn thì phải tự đi chứ đúng không? Ngày trước em đi học ngang tiệm net nó làm em không cưỡng được. Anh Khôi ạ, ui giời ai là thế? Đi qua tiệm net kiểu gì mắt cũng phải chố chố và ngó ngó vào tí. Đó rồi. Nào đứng phải ngó ngó tí xem, ui giời mấy thằng này chơi non thế. Gặp phải tay ông rồi chết nó đòn, kiểu kiểu thế. Ngó ngó một lúc, nhiều khi bị muộn học rồi đứng xem bằng net, đứng ngó ngó lâu lâu một tí. Đấy, kiểu gì cả thế. Anh Khôi bao nhiêu không gặp tranh thủ em quen đúng không? Tôi nghĩ chắc là tuần thứ 3 tuần sau không? Ừ. Bao giờ sau thì buổi chiều hôm đấy tôi sẽ em cố gắng tôi ngủ về một chút đi qua bóng một tối về tôi sẽ xuống chơi. Ok em. Anh ơi sờ chim sớm. Tầm 19 giờ đến 12 giờ tôi là bác nghỉ em ơi, đúng không? Chào cả nhà nhá. Sáng ấy nhỉ? Chói ấy nhỉ? Thế là do tôi trắng quá nhỉ? Thế nó trắng ấy nhỉ? Chói nhỉ? Chị á, chị sắp chọc á. Em giờ em đỡ rụng tóc rồi chị ạ? Hay là hình như là em rụng tóc theo mùa hay sao ấy? Ừ. Chị có thực sự hiểu anh Khôi không? Chứng minh bằng việc nhìn ảnh. Nó như nào? Nhìn ảnh gì? À ảnh này á. Dịch cho em nhá, Nguyễn Trường Tộ này. Đây là phố Nguyễn Trường Tộ, đây là trường Nguyễn Công Trướng, trường cấp 2 của anh Khôi. Đây là hàng than. Gặp hàng than bán bánh cốm. Chỗ này bán xôi xéo, chị biết thừa. Tại vì biết vì sao anh Khôi là một người kiểu... gọi là sao nhỉ? Hay ăn mày quá khứ, cực kỳ. Có những cái câu chuyện mà anh ấy cứ có thể lần nào đi qua cái con phố đấy, đi qua cái chỗ đấy anh ấy sẽ nói lại, nói đi nói lại, nói đi nói lại. Như là ngày xưa anh làm ở đây, lần nào đi qua Lotte Liễu Giai anh cũng ngày xưa anh làm ở đây đấy, ngày xưa anh làm đi đây quá. Lần nào đi qua anh cũng nói y hệt một câu đấy và đúng một chỗ đấy. Nên là mấy cái này đối với tôi đơn giản. Xong rồi hôm nào đi về hàng đậu đi bộ đi qua đây cũng ui ngày xưa anh ăn bác bún đậu gánh ở đây ngon lắm nhưng mà bác ấy chỉ bán sáng thôi. Đấy, xong rồi hàng bún hàng bánh cuốn ở bên này cũng thế. Ui hôm nào cũng ui anh ngày xưa anh đi học lúc nào anh cũng sang đây anh ăn bánh cuốn. Ôi. Mùa này sẽ rụng tóc không? Chị qua mùa rụng tóc rồi bé ơi. Số đâu đâu, tóc được mà. Nhà chị hàng nào á? Nhà chị Hồng Hải mà. Nhà chị từ nhà chị sang nhánh Khôi đi mất khoảng 10 phút xe máy. Ngày xưa anh dẫn người cũ. Chị không biết là ngày xưa anh Khôi có dẫn người yêu cũ ăn ở đấy không. Nhưng mà anh Khôi đã dẫn, hình như là dẫn hai bạn về nhà rồi. Chị là người thứ ba. Nhưng mà mẹ anh Khôi chả ưng bạn nào. Mẹ anh Khôi ưng mỗi chị. Thật, thề. Tại vì á, mẹ anh Khôi kiểu á, cái hồi mà cái hồi yêu chị được khoảng chắc một tháng, nhưng mà mẹ anh Khôi mới bảo là gì nhỉ? Ui gái Hà Nội mà biết rửa bát, gái Hà Nội mà biết làm việc nhà các thứ là hiếm lắm con ạ. Chứ ngày xưa á, Khôi nó dắt mấy đứa về nhà. Mẹ bảo là mẹ ăn xong bát để đấy xong mẹ bảo là thôi không phải rửa bát đâu. Con cứ để đấy con lên chơi đi. Thế là nó tót lên chơi, nó chơi thật luôn, nó không thèm rửa bát cho mẹ. Nhưng mà không, tôi là ở lại tôi rửa bát cho mẹ, thế là tôi qua bài. Thế là mẹ Khôi ưng tôi liền. Ưng liền. chắc là biết rửa bát nhưng mà thật thà quá, kiểu nói gì làm nấy, thế là bị ấy. Đấy, thấy không? Mình chỉ cần để ý một tí thôi mình lấy lòng được phụ huynh ngay. Ghi vào đây, ghi vào các chị em, ghi vào. Mình chỉ cần là ý là mình có nên có ấn tượng tốt về những ngày đầu tiên khi ra mắt nhà người yêu. Đấy. Còn sau đấy miễn là mình quen rồi thì nhiều khi nói không phải lấy đâu nhưng mà sau khi tôi quen rồi tôi đi làm về khoảng 5 giờ 6 giờ tôi sang nhà anh Khôi tôi toàn sang đây tôi ngủ à.
xong rồi bố mẹ nấu cơm. Hồi đấy còn mới yêu nhau chưa đã cưới nhau đâu. Toàn ngủ xong rồi đến lúc mà ăn cơm, anh Khôi làm xong cái là xuống đã có cơm sẵn ở trên bàn rồi. Kiểu chả phải làm gì, ăn xong chỉ phải rửa bát ấy. Nhưng mà rõ ràng anh bảo là hồi anh nghèo thì anh cũng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương còn gì nữa đúng không? Từ bao giờ anh nghĩ đến chuyện anh phải lấy vợ anh Khôi? Thời điểm là như nào? Thời điểm là thời điểm gì? Không. 27, 28 là đã suy nghĩ là lấy sẽ muốn lấy vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là kinh tế đã chắc chắn để có lấy thể lấy vợ chưa? Chưa. Thế việc đấy bị trì hoãn hay là chỉ là do chưa tìm được người phù hợp? À, thế người phù hợp của anh đối với anh là như nào? Không được, không được nói như thế. Không được nói là em, anh phải nói ra là cái hồi đấy anh đã suy nghĩ trong trong đầu anh là vợ tương lai của anh sẽ như thế nào. What the fuck? Em nghèo. Ừ đúng. Anh phải nói rõ là anh giàu tình, à em giàu tình cảm chứ anh không được nói em giàu, em không hề giàu. Nào anh nói tiếp đi, chỉ thế thôi à? Yên à, anh giàu tình cảm thì ai ai cũng có thể giàu được tình cảm mà. Anh thần kinh rồi. Không phải, em không có tiền. Em mà giàu vật chất thì em đã không phải suốt ngày xin tiền anh. Đúng không? Em nghèo, em không có tiền thật sự. Trời đất ơi, anh Khôi điên rồi. Như ngày xưa nhá, trong đầu ấy. Đừng có nói linh tinh, vớ vẩn. Đến giờ tôi vẫn chưa tin tình yêu, sao mà không tin?